Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel của mình hôm nay. Thì chủ đề hôm nay anh em sẽ nói về một con kit mà mình mới khám phá được ra, và theo như cái đánh giá của mình thì các bạn mà đang có ý định muốn bước chân vào bàn phím cơ, cái lĩnh vực gọi là chơi phím cơ ấy, thì anh em có thể tham khảo con này thay cho cái con kit Tester 68. Đấy, và một số loại kit giá rẻ khác. Thì để mà nói là tại sao anh em nên chọn cái kit này thì sau đây vào video mình sẽ cùng tìm hiểu nhé. Ok, thì đầu tiên thì tại sao mình lại bảo là cái kit này nó lại ăn được con Tester 68? Thì điểm đầu tiên phải nói là con này mình mua được ở trên chợ. Thì mình cũng tham khảo được mã của nó. Con này nó có tên là con tôm 72, đó, như thế, TOM 72 đấy. Thì con này nó sẽ có số phím là 72. Nó là layout 68 đấy, chẳng qua là nó có thêm một hàng ở đây thôi. Thêm 4 phím ở đây, 1 2 3 4. Còn đâu là tất cả nó giữ nguyên như layout 68, và cái chỗ này nó sẽ giữ cái nút shift của nó là shift dài nhé, chứ không phải là nó ship đơn như là một ship ngắn như là hơi những con 68 hiện tại. Thì để nói tại sao con này nó lại hơn được con tester, sao anh em lại nên chọn con này, thì điểm trước nói đầu tiên thì là con này nó có 3 mốt đấy. Theo như mình tìm hiểu thì con này nó có 3 mốt. Đó, nó có Bluetooth này, nó có 2.4, có cả cắm dây luôn. Đấy. Thì receiver này sẽ cất ở cái vị trí này. Thế cất ở đây nó cũng hơi khó lấy tí, bởi vì là cái nam châm của này nó khá là chặt. Chỗ này nó cái khe cất receiver nó hơi kín. Thiết kế của nó thì mình thấy làm hoàn thiện tốt hơn con này tester một chút, bởi vì là cái phần nhựa của con này nó khá là dày đấy. Nên là thấy là cái cây nó cũng Flex thì vẫn có đấy, nhưng mà khi nếu mà anh em đi cùng với cái plate thép này thì nó sẽ hạn chế được tối đa cái vấn đề flex phồng đấy. Thiết kế thì cũng không có gì đặc biệt, con này không có kickstand nhé. Đó, con này chỉ có bốn cái phít cao su ở đây thôi. Đó, và độ dốc của nó thì cũng không không quá là cao, hay là bằng khi anh em để thế này anh em gõ typing thì mình nghĩ là nó sẽ cũng hơi hơi hụt tay đối với anh em nào không quen, hoặc là quen gõ góc nghiêng nó lớn một chút. Đó. Con này đi kèm stock thì đây anh em có thể thấy là plate của nó là plate thép như con tester thôi. Tester 68 thì nó cũng sẽ đi kèm với plate thép, và cũng như là có một cái độ build nó khá là giống con này. Đây anh em thấy là plate thép, và strap của con này mình thấy là nó ngon hơn strap của con tester 68 nhé. Strap stock của nó đấy, này strap màu trắng giống của mấy con FL ấy, nhưng mà có vẻ như cái lỗ cái chỗ plate này nó cắt nó hoàn thiện nó không được tốt cho lắm, thành ra là cái này nó hơi rung lắc, nên là anh em về thì sẽ cần phải ergo vào cái phần này cho nó đỡ đỡ bị lọc sọc do cái hiện tượng của cái housing nó không được chặt đấy. Đó thì cái plate này nó cũng hơi cong nhẹ. Đây nhé, thì thấy là nó có một cái độ võng hơi nhẹ. Thì cái này nó sẽ được khắc phục khi mà anh em ghim nó xuống cây này, anh em bắt ốc xuống thì nó sẽ đỡ. Nhưng mà con này thì mình nghĩ là với những cái vị trí ốc standoff ở đây thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng nó lệch tiếng khá là nhiều. Nên là mình khuyên anh em nếu mà anh em lắp suýt vào thì anh em bắt ở những cái vị trí đây. Anh có thể bắt kiểu này, ở đây là một này, đây là hai, đây là ba. Đó, hoặc là anh em tránh cái nút space này, và cũng như là tránh cái hàng alpha này nhé. Thời gian cái hàng alpha này nó cũng hạn chế, người ta cũng hạn chế để ốc standoff vào đây rồi. Mình để ý đây thấy là có một con này, ở đây hai con này. Đó là nó bị dính một chút vào cái phần alpha thôi. Còn đâu cái phần này con ốc standoff thì ở dưới thì nó cũng không ảnh hưởng quá là nhiều. Đó, thì đấy là về blade. Tiếp theo nói đến phần foam phủ thì con này nó sẽ đi kèm với lại một tấm, ở đây mình nhìn cái chất liệu này nó giống giống cao su non, nó khá là cứng. Đó,
Thì cũng tiện bởi vì là hãng người ta cho sẵn anh em một cái tấm như này rồi thì thôi, về anh em đỡ phải cắt. Thường thì mình là mình ngại nhất là cái khoản cắt foam PCB này, bởi vì là nếu mà không có thì anh em phải cắt tay thì nó rất là xấu. Hai là anh em phải đặt mua thì anh em đã mất thêm một khoản phí nữa. Thì nó cũng là một cái là có thì nó rất là tốt. Đó. Đó là cái về cái foam PCB đi. Tiếp theo đến phần mạch thì anh em sẽ có đây là mạch swap 5 pin này. Đó. Anh em sẽ có chân hot swap xịn nhá, không phải gì hết. Thảo biết thì mấy con 5 pin này đều là chân hot swap kiểu kiểu kêu hết. Còn hãng là gì thì tí mình sẽ lật mạch ra sau mình xem. Ở đây thì như mình thấy là có cả vị trí để anh em có thể hàn những cái layout khác này. Đây. Vị trí hàn led và cũng như là hàn chân hot swap này. Ở đây ship ở đây cũng có này. Đấy, enter cũng có như là chưa được cả ISO. Đó, nhưng mà khá là tiếc vì mà con này nó không không có cái step step cap này. Đó. Không có gì đặc sắc cả, mạch màu đỏ, mạch phủ đỏ này thì cũng khá là phổ thông thôi. Ui rồi. Không biết là cái ông bán hàng ông ấy lót thêm vào cho mình hay là con này nó sẵn là foam như này nhưng mà đây, tí nói về cái đáy cuối cùng đi để xem mạch sau. Đây con này có dây ấy đây. Con này có dây 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 đầu cắm đấy. Đây, tháo rất là cẩn thận. Không là đi ngay. Đó. Đây anh em nó con đây là phần mạch. Rồi, nút lại đằng này. Thôi, mình sẽ để nguyên cái nút ở đây nhá. Đó, thì đây là mặt sau. Cái hot swap con này dùng sẽ là hot swap của bọn CIY luôn nhé, là của tester luôn đấy. Đó, và anh em sẽ có đây các vị trí, đây con chip điều khiển đây, một cọc tai xin nằm ở vị trí bên này này, một con tụ ở đây cũng khá là chỉnh chu đầy đủ, nó cũng không không khác gì nhiều so với mạch của mấy con phím giá rẻ hay là mấy con tester rất tưởng đâu, đây, cũng kiểu kiểu đấy thôi. Thì mạch thì không phải nói nhiều nữa, anh em nó có mạch ngược swap 5 pin đó và socket của CIY. Tiếp theo để nói đi thì sẽ đến là phần đáy, thì bót cây của con này mình thấy khá là rỗng, cái này mình sẽ bỏ ra tí, mình sẽ lót cao su lưu hóa vào. Thì anh em lưu ý cho mình một điều này là cái foam dạng này nhá, cái foam dạng xốp bọc hàng này nó sẽ không có một cái tác dụng gây tiêu âm nào cả, nó tiêu âm khá là tệ. Và cũng như là nhét cái này vào dưới thì tất nhiên là nó không phải là nó không tiêu âm được, nhưng mà nó không tạo ra một cái khác biệt quá là lớn, và cũng như là mình phải nói là nó khá là vô dụng đó. Đấy, và nó cũng không có tác dụng là nó làm đầy hay là làm đầm cái cây của anh em thêm tí nào đâu, bởi vì cái chất liệu nó nhẹ lắm, nó nhẹ hều luôn. Vì anh em biết thường là những cái loại xốp này nó sẽ xuất hiện ở trong những cái hộp VGA ấy. Đấy, anh em mua cạc màn hình ấy, nó sẽ có những cái miếng xốp kiểu này. Đấy, thì nó nhẹ và nó không chả giúp được cái cây nó đầm hơn, và cũng như là nó cũng chả khiến là tiêu âm tốt, mà mình thấy là cái việc nhét cái này vào nó khá là vô dụng, nên là mình sẽ thay tất cả những cái này bằng cao su lưu hóa. Thì như mình đã từng thường nói thôi, thì cái vật liệu tiêu âm yêu thích của mình nó vẫn là cao su lưu hóa, cái mức giá nó rẻ, nó rất là dễ tìm mua, cũng như là nó dễ cắt gọt để mình lót vào dưới, nó rất là tiện đó. Thì tí nữa mình sẽ lót vào foam, thì không biết đấy có phải foam stock không, nhưng mà mình nghĩ là cái kiểu cắt cắt mà nhét nhét này thì chắc là ông bán ông ấy nhét thêm vào rồi. Bót cây con này nó rỗng khá là nhiều nhá, và nó sẽ có những cái phần khoang như này đó, sẽ chống 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 như này. Thì anh em khi mà anh em lót đáy thì anh em sẽ cắt cái miếng cao su lưu hóa theo những cái phần này cho mình nhá, sau anh em đệm vào cái phần trên này thì có thể anh em sẽ cần phải nhét hai hai phần này. Em nhét độ cao của nó sẽ là tầm tầm bằng bằng cái độ cao của cái cạnh này nhá. Đó thì nó sẽ không bị cấn. Và cái phần lưu ý là cái phần nút này thì anh em nếu mà có lót vào thì anh em tránh nó ra giúp mình. Pin con này nó sẽ dùng viên 2000 nhá, anh em có thể độ thêm vào nếu mà chỗ này nó đủ, mình nghĩ là để cẩn thận thì nó đủ thôi. Vô tư. Đấy cây con này mình thấy được một cái là nó dày hơn con tester 68 khá là nhiều. Đấy, và cái mức giá của nó thì cũng mình nói luôn, con này mình mua với giá 450 à. Có thể là anh em sẽ mua được với giá tầm 450 500, thì
Với cái mức giá này anh em thay vì mua tester 68 thì mua con này thì anh em sẽ được cái lợi gì? Đấy, anh em sẽ được có một cái layout nó có nhiều nút hơn để anh em có thể thoải mái sử dụng. Cái nữa là anh em sẽ có một cái build nó tốt hơn con tester 68, một cái snap stock nó ổn hơn, cũng như là anh em có được được một điều con này nó hơn con tester 68 nữa, cái là con này nó có led. Đó, con này nó sẽ có led RGB anh em nhé. Còn cái chế độ led chỉnh là tí mình sẽ xem, mình mang lên mình cắm kiếc vào mình sẽ xem thử cụ thể. Đó. Thì anh em sẽ được một cái là nó có 3 mode nữa. Đó, anh em sẽ có thêm ở cắm dây chứ không còn phải khù khòm như là con tester 68. Tester 68 thì nó sẽ dùng nó chỉ có 2 mode là Bluetooth với 2.4 thôi, và nó sẽ dùng pin hai viên pin tiểu. Đó, con này thì giờ đã được nâng lên là pin 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 liền, pin 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 dạng lithium này. Đấy, là nó có dung lượng 2000. 2000 là một cái con số nó cũng không phải là to đâu, mình nghĩ là nó cũng đủ dùng thôi. Nếu mà anh em dùng trong trường hợp thì anh em cứ cho để led nó sáng thấp thôi, hoặc là anh em tắt led thì cũng được, đôi lúc cần lắm thì hãng dùng. Thì đấy là toàn bộ những gì mình đánh giá về cái con Tôm 72 này. Ở sau này đánh em phải dán một cái logo nhưng mà không thấy có dán đây. Thế là cũng rất là may mắn khi mình tự nhiên mình lại săn được con này trong quá trình mình tìm một con tester 68 để mình có thể build cho bạn mình. Đấy. Thì anh em nào mà muốn mua con này thì có thể tham khảo inbox cho Facebook của mình để dưới comment nhé. Thì mình sẽ có thử liên hệ với lại bên mối mình xem là có hàng không thì mình sẽ đặt hộ anh em. Đó. Thì giá của nó cũng rơi vào tầm 450 500 thôi. Loanh quanh đấy. Những con này mình để ý là có cả trên Lazada với giá 510 mấy nghìn, 519 nghìn thế sao ấy. Đó. Thì cái mức giá đấy đối với một con kit như này mà anh em chơi khởi đầu nó khá là tốt. Bởi vì con này mà anh em mua về anh em có thể lót đáy, anh em tập lót đáy này. Tháo con này ra cũng dễ vì nó là một con phím chơi mao nên em chỉ cần phải tháo ốc qua xong anh em ngửa nó ra là anh em có thể lôi được hết cái bộ lòng mề ra rồi. Đó. Ốc stand-off con này cũng khá là ít nhá, 6 ốc stand-off so với một con chơi mao nó cũng là không phải là nhiều. Đó. Staff thì về anh em sẽ có kinh nghiệm được cân lại, anh em luyện tay, và cuối cùng là con này nếu mà anh em có ASEM vào thì anh em có thể lót thêm một lớp foam suite lên nhá. Thường thì mình dùng PE để cho tiếng nó được gọn hơn, cũng như là tiếng nó được pop pop hơn đấy, nghe nó sẽ khá là vui tai. Bởi vì đấy cũng là một trong những cái bài mốt cơ bản, thì mình sẽ sớm có một cái video để phân tích về những cái bài mốt mà anh em nên làm trong phím cơ, những cái bài mốt cơ bản thôi, những cái mốt mà giúp cho những cái người mới chơi phím cơ người ta có thể tiếp cận được và cũng như là làm được thế nhá. Vậy đấy là tất cả gì mình muốn chia sẻ rồi. Thì xin cảm ơn anh em, và nếu anh em cảm thấy thú vị cũng như là hữu ích thì có thể cho mình xin một like và một subscribe, cũng như là anh em share video tới những cái bạn bè và những cái người quen mà có nhu cầu cần về build phím cơ hay là muốn tìm hiểu thêm về phím cơ. Đó, thì xin chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những video lần sau. Bye bye.